Chiều ngày 13 tháng 11, Ban công tác Mặt trận ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự ngày hội có Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Trưởng ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Võ Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cùng các lãnh đạo địa phương. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống 92 năm kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy nhìn nhận địa phương đã làm tốt việc giữ môi trường sạch đẹp, góp phần hạn chế mức độ dịch COVID-19 cũng như sốt xuất huyết vừa qua. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, Bí thư Nên cũng nêu cao tinh thần vươn lên thoát nghèo của người dân địa phương. Theo Bí thư Nên, người dân thoát nghèo là sự phấn đấu và mong muốn của thành phố. Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn ấp 1, nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 5 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Ngoài ra, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của ấp.